Giới thiệu đến mọi người đèn pin siêu sáng 4S nhé, giá chỉ 249.000 một đèn. Mình mua một đèn cộng thêm 20.000 phí ship, mua hai đèn bên em miễn phí ship anh chị nhé. Số lượng có hạn, đèn 4S tuy nhỏ mà có võ anh chị nhé, dung lượng pin lên đến là 5.000 mAh. Đèn 4S thì có hiệu năng vô cùng là cao. Với cường độ sáng mạnh mẽ kết hợp với chức năng điều chỉnh ánh sáng hội tụ này, mình có thể là thay đổi cái độ rộng hẹp của cái vùng sáng chỉ bằng một thao tác vô cùng là đơn giản thôi. Mình xoay nhẹ nhàng, đó là mình có thể là thay đổi được cái độ rộng hẹp của vùng sáng anh chị nhé. Đó, hay không ạ? Với cụm LED công suất cao ở bên trong phát ra ánh sáng trắng nhé. Ánh sáng trắng thì nó thân thiện với môi trường, nó không gây kích ứng mắt. Đèn có khả năng chiếu xa lên đến là 300m, phù hợp với các hoạt động như là leo núi, cắm trại và đi câu cá ban đêm anh chị nhé. Lớp ở ngoài của đèn được làm hoàn toàn bằng nhựa ABS, chống va đập cực kỳ là tốt nhé. Ngoài ra nó còn có thêm tiêu chuẩn chống bụi, chống thấm IP67. Mình có thể đội đèn trực tiếp dưới trời mưa mà không lo nước mưa nó ngấm vào trong này làm hỏng mạch đèn anh chị nhé. Mình để ý này, khi mà nhận hàng ấy, mình sẽ thấy là cái cụm đèn này, cái vỏ ngoài của nó phải là bằng kim loại nhá. À, lưu ý với anh chị luôn, hiện tại bây giờ trên thị trường nó đã xuất hiện hàng giả rồi. Em hướng dẫn mọi người phân biệt nhá. Thì khi mà nhận về ấy, mình cầm cái đèn này lên này, cái đầu tiên mình phải thấy là cái đèn nó chắc tay, nó có cảm giác là nặng tay. Thứ hai, mình để ý cái cụm đèn này, cái vỏ ngoài của nó phải là kim loại giúp em nhá. Nó phải là kim loại, nó không phải là nhựa đâu, phải là kim loại. Nếu mà bằng nhựa thì chắc chắn là hàng giả rồi, mình vui lòng trả hàng không nhận anh chị nhé. Ở bên trên này sẽ có một màn hình hiển thị phần trăm pin còn lại ở trong đèn nhé. Mình sẽ thấy ở đây nó có nút công tắc kép này. Và đèn sẽ có cho mình là 3 chế độ sáng. Sáng mạnh này, sáng vừa để tiết kiệm pin. Và chế độ cuối cùng là chế độ sáng nháy. Anh chị để ý ở đây sẽ thấy cho mình là hai cái mắt cảm biến để bật đèn nhanh nhé. Khi mà mình bật cái chức năng cảm biến này lên ấy, đấy, mình chỉ cần này là dùng tay vẩy qua một cái này, đèn nó sẽ tự bật, và vẩy qua một lần nữa đèn sẽ tự tắt, vô cùng là tiện lợi luôn. Trong một bộ sản phẩm sẽ gồm có cho mình là một chiếc đèn như này này và một dây đeo. Cái dây đeo này thì nó sẽ có cho mình là cái đai nới lỏng, nó phù hợp với mọi kích cỡ đầu luôn. Ngoài ra kèm theo cho mình là một cái cáp sạc USB nhé. Mình có thể dùng chính chiếc đèn này để sạc điện thoại luôn. Mở cái nắp ở bên cạnh ra này, mình sẽ thấy cái đầu sạc nó cắm ở đây đúng không ạ? Đó, mình cắm dây sạc vào, đầu còn lại mình cắm vào điện thoại thôi. Đây em cắm sạc luôn cho anh chị xem nhé. Đấy, anh chị thấy không ạ? Vừa là một chiếc đèn mà vừa là một cái pin sạc dự phòng luôn. Mình mua một mà được hai luôn anh chị nhé. Mua một mà được hai luôn, quá là tuyệt vời. Giá chỉ 249.000 một đèn. Mình mua một đèn cộng thêm 20.000 phí ship, mua hai đèn bên em miễn phí ship toàn quốc anh chị nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, anh chị có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại đang có trên màn hình, hoặc mình có thể nhấn vào đường link đang có trên màn hình. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn thêm cho anh chị về sản phẩm, và chúc cho anh chị nhận được sản phẩm ưng ý nhé.